Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Điện Biên phải phát triển đột phá, nhanh, bền vững, xoa đói, giảm nghèo thiết thực, hiệu quả với tinh thần khí thế 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, xứng tầm thương hiệu quốc tế lớn Điện Biên Phủ và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Làm việc với tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đều dành thời gian phân tích về tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Điện Biên. Thủ tướng nêu rõ, tỉnh có báu vật Điện biên phủ, khả năng phát triển năng lượng tái tạo và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đường biên giới với Lào và Trung Quốc dài gần 456 km, gắn với thị trường tiêu thụ lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là địa phương còn nhiều dư địa phát triển. Tới đây cùng với việc tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ vào năm 2024, tỉnh cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023, hoàn thành sân bay điện biên trong tháng 11 năm 2023, khẩn trương số hóa các dữ liệu về di tích lịch sử văn hóa, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, mặt trời, điện áp mái, thành lập trường đại học trên cơ sở nâng cấp 5 trường cao đẳng, xóa nhà rột nát trong nhiệm kỳ này, không để người dân thiếu điện, thiếu sóng viễn thông. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tập trung phát triển nông lâm nghiệp hiệu quả gắn với triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cóp, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu. Lãnh đạo các bộ ngành đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Điện Biên về bố trí kinh phí để thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích thuộc đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030. Thủ tướng cũng cho ý kiến định hướng về đề xuất xây dựng đường cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1, cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 đoạn điện biên cửa khẩu Tây Trang với Lào, quốc lộ 4H nối với lối mở APA Trải với Trung Quốc và nâng cấp lối mở APA Trải lên thành cửa khẩu. Trên tinh thần huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác công tư, Thủ tướng cũng nhất trí cao việc điều chỉnh bổ sung tổng công suất quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, giao Bộ Công Thương nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng tổng thể, xử lý theo thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện quy hoạch điện 8. Về chương trình bừng sáng điện biên và mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội, Thủ tướng giao các cơ quan, tập đoàn điện lực Việt Nam triển khai các nhiệm vụ để tiếp tục hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo và đầu tư lưới điện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 4. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước và được kỳ vọng tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam Lào. Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, thường xuyên tổ chức các chuyến thăm tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp. Năm ngoái hai nước đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng như kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên chính phủ, lễ phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022 với điểm nhấn là lễ kỷ niệm trọng thể chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào cùng với nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra trong bối cảnh hai đảng hai nước đang triển khai mạnh mẽ nghị quyết đại hội của mỗi đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Việt Nam và Lào có thể nói là có một mối quan hệ hết sức là gần gũi, rất là đặc biệt và có thể nói là có một không hai trên thế giới. Mối quan hệ này thì đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gây dựng và vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử của hai nước. Chúng ta đã cùng chiến đấu trong cùng chiến hào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và hiện nay cũng đang chung vai sát cánh à, có lẽ chính vì cái tính chất hết sức đặc biệt như vậy trong quan hệ hai nước mà chủ tịch nước võ văn thưởng đã lựa chọn lào là quốc gia đầu tiên để đến thăm trên cương vị mới của mình chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra ngay trước Tết cổ truyền Bun Pi Mây 2566 của nhân dân Lào anh em cũng mang một thông điệp rất đặc biệt như hàng triệu lời chúc tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam gửi đến nhân dân các dân tộc Lào anh em bước sang năm mới với những may mắn, đạt được những thành tựu mới to lớn hơn, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Quan hệ Việt Nam-Lào đang trên đà phát triển tốt đẹp các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, các hiệp định hợp tác song phương đang được hai nước tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có các cái hoạt động rất là quan trọng. À, trước tiên đó là dự lễ đón chính thức cũng như là hội đàm à, cùng với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Luân Sisulit. Sì đồng chí chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc gặp với đồng chí thủ tướng cũng như là đồng chí chủ tịch quốc hội của Lào và chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Thì tất cả những cái cuộc gặp này có thể nói là sẽ tạo một cái xung lực mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và cũng là một cái bước rất là cụ thể để triển khai các cái thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước trong thời gian vừa qua và các cái kế hoạch hành động để triển khai uh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp khó lường, tác động nhiều chiều đến quan hệ Việt Nam Lào, có thể khẳng định chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho việc tăng cường hiệu quả và sự bền vững của sự hợp tác giữa hai nước, góp phần làm cho quan hệ Việt Nam Lào trở thành một nhân tố tích cực củng cố hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực châu Á và thế giới. Thưa quý vị, khi trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phổ biến thì việc định hướng nghề nghiệp của học sinh cuối cấp trung học phổ thông cũng mới mẻ hơn. Đó cũng là nội dung chính của buổi hội thảo Tân sinh viên trong thời đại AI, kỳ nguyên trí tuệ nhân tạo được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Các chuyên gia khẳng định AI không thể thay thế con người hoàn toàn mà chỉ giải quyết các vấn đề do con người đặt hàng. Do vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là yếu tố then chốt trong thời kỳ kỷ nguyên số. Để thích ứng với thời đại 4.0, đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ ngoại ngữ, mà còn là khả năng làm chủ khoa học công nghệ. Cái quan trọng nhất là những cái năng lực về mặt tư duy. Họ có đủ những cái năng lực để sử dụng cả các công nghệ mới, sử dụng được dữ liệu, sử dụng được các cái thành tựu của trí tuệ nhân tạo, tư duy tốt, năng lực thích ứng tốt và đương nhiên ngoại ngữ là một công cụ không thể thiếu được. Nhiều ý kiến cho rằng sự bùng nổ mạnh mẽ của AI sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực, làm mất đi một số ngành nghề nhưng đồng thời tạo ra thêm nhiều ngành nghề mới. Do vậy, đây cũng là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội mới cho thế hệ trẻ. thời qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều chương trình lễ hội quảng bá hình ảnh du lịch đất nước con người Bình Định đến với các du khách, người dân trong và ngoài tỉnh. Do đó, lượng khách du lịch đến với Bình Định đã tăng trong quý 1 năm 2023. Trong tháng 3, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 302.300 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.610 lượt khách, tăng 2,5%. Khách nội địa ước đạt 300.690 lượt khách, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung quý 1 Bình Định ước đón được 1,26 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tháng 3 ước đạt 646 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Tính chung quý 1 ước đạt 2.625 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Bình Định được đông đảo du khách đánh giá là một trong những điểm đến du lịch mới nổi tại miền Trung. Thời gian tới, Bình Định định hướng phát triển du lịch theo hướng an toàn, xanh, sạch, thân thiện, hấp dẫn, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở tận dụng phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, truyền thống. Phấn đấu đạt 5 triệu khách du lịch trong năm 2023. Nhằm đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng lợi thế, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, tỉnh Tuyên Quang đã giả soát điều chỉnh cơ cấu lại các ngành công nghiệp hiện có, thu hút các dự án công nghiệp mới, công nghiệp mà công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản xuất các sản phẩm kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với thị trường, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Tỉnh Tuyên Quang ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng tập trung phù hợp lợi thế của từng vùng như chế biến gỗ, giấy, điện tử công nghiệp phụ trợ, chế biến vật liệu xây dựng, dệt may, da dày, chế biến nông lâm thủy sản, khuyến khích các đơn vị ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi số và sản xuất, bảo đảm năng suất và chất lượng hàng hóa, tạo việc làm ổn định nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Lý do chúng tôi lựa chọn Tuyên Quang để đầu tư là vì ở đây có điều kiện về mặt thủ tục hành chính rất tích cực. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng ở Tuyên Quang để phát triển thị trường mới. Ở đây có những đối tác rất phù hợp với chúng tôi. Tháng 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đứng đầu cả nước với mức tăng 34,5%. GRDP quý 1 năm 2023 tăng 8,4%, đứng đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc và nằm trong top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước để duy trì và phát huy những kết quả trên, sở công thương tỉnh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực trong và nước ngoài đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế, tạo ra sản phẩm có giá trị tăng cao. Tập trung kêu gọi và khuyến khích lựa chọn các cái nhà, các doanh nghiệp có năng lực đầu tư kinh doanh hạ tầng, khu cụm công nghiệp để có mặt bằng cơ sở hạ tầng, tăng tỷ lệ đất công nghiệp tạo thuận lợi để thu hút các cái dự án đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp hướng tới mục tiêu tất cả các xí nghiệp, nhà, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phải nằm trong khu cụm công nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp về vùng nguyên liệu sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hướng tới đưa tuyên quang sớm trở thành một trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng trung du miền núi phía bắc Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt và vượt 20.400 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 27.700 tỷ đồng. Cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm trên 25,8%, tạo việc làm cho trên 138.700 lao động, quy hoạch thành lập mới ít nhất 5 cụm công nghiệp, tỷ lệ trung bình lớp đầy khu cụm công nghiệp đạt trên 60%. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2023. Theo đó, Quảng Nam bảo đảm đến cuối năm nay, 18 địa phương đều có ít nhất một điểm bán hàng ô cốp. Tỉnh Quảng Nam phấn đấu 100% đơn vị cấp huyện củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức ô cốp cấp huyện cấp xã và hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc chương trình ô cốp các cấp Hỗ trợ phát triển nâng cấp 333 sản phẩm đã được công nhận, phấn đấu ít nhất 70% sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Ocup đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có 10 đến 15 sản phẩm 4 sao, hỗ trợ củng cố nâng cấp thành lập mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế tham gia Ocup, 100% chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng nâng cấp các điểm trung tâm bán hàng ô cốp cấp huyện, bảo đảm đến cuối năm 2023, tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố đều có ít nhất một điểm bán hàng ô cốp. Ngoài sản phẩm ô cốp của địa phương, kết nối sản phẩm ô cốp của các địa phương khác trong tỉnh, kể cả sản phẩm ô cốp ngoài tỉnh. Ngoài ra, phấn đấu tổ chức ít nhất hai hội trợ chuyên đề về sản phẩm ô cốp, một đợt xúc tiến thương mại ra nước ngoài. Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức gia quân khởi động công trình cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê và tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Hơn 500 đoàn viên thanh niên và các sở ngành liên quan và cùng người dân đã tham gia hưởng ứng. Thành đoàn đã khởi động hai mô hình mỗi hộ dân đơn vị một đoạn đường và ngư dân bảo vệ nguồn nước sông Phú Lộc vệ sinh môi trường sông Phú Lộc gồm triển khai dự án tại sông Phú Lộc và tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa các bên trong quá trình triển khai dự án và duy trì các sản phẩm mô hình sau dự án, tiến hành giao quân khởi động các hoạt động vẽ tranh tường, sơn sửa bồn hoa, vệ sinh môi trường, làm sạch mặt nước tại khu vực hai bên bờ sông Phú Lộc, tiến hành quét dọn rác hai bên lề đường, cắt tỉa cây tại các bồn hoa, thu gom tập kết rác, làm sạch mặt nước tại sông Phú Lộc, vẽ tranh tường với chủ đề Đà Nẵng xanh có chiều dài 190 m. Thời gian gần đây, việc voi rừng xuất hiện ở khu dân cư tìm kiếm thức ăn tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai không còn xa lạ. Thế nhưng hai ngày nay, voi rừng tấn công người dân của chết gia súc đã trở thành nỗi lo lắng của nhiều hộ dân địa phương. Mới đây nhất, khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 4, anh Lê Văn Liêm ở ấp 3 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán bị một cá thể voi tấn công dẫn đến bị thương phải đưa đi cấp cứu. Cá thể voi rừng này còn quật chết một con bò mẹ, sự việc voi tấn công người và gia súc khiến người dân địa phương hết sức hoang mang lo lắng. Mấy anh em điện tôi nói, nói tôi là ông bò ra, có chừng mấy ông bò, tôi cũng chạy vô con mấy ông bò. Rồi xong tôi mới vừa chạy tới mấy ông bò, chung vòng có chỉ được 5, 5, 10 phút nữa, khoảng chừng 10, 10, 10 đến 15 phút á Là mới lùa qua một cái, tính lùa qua khỏi con bò, quay lại xong mà dứt luôn. Dí tôi một đoạn rồi không rồi tôi té xuống giúp uh, giúp tôi xong rồi vợ dặm tôi mà nhờ tôi đu kịp cái cái nhà đó rồi tôi mới sống được tới giờ này Sở ra là nói thiệt ở đây giờ ai cũng sợ ai cũng sợ dữ lắm thấy hoàn cảnh con trai tôi vậy là nguyên cái làng cả ngoài kia đồ đó, là ta cũng sợ hết chứ không phải là nguyên tôi gia đình tôi bây giờ người ta ở trong gần gần là ta tiệt chuyển đi hết ra, ngoài này ta không còn dám ở nữa tại vì ông này không thấy thôi thấy là ông, ông cầm vô ông giết người mà ông ông ban luôn hàng rau điểm mà ông còn bán quá mà bằng đức 4 cộng ngày hôm qua theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có một đàn voi rừng khoảng 19 cá thể, trong đó 4 đến 5 voi con. Để bảo tồn đàn voi tránh xung đột giữa voi rừng và người dân, từ tháng 7 năm 2017, dự án khẩn cấp bảo tồn voi đã được triển khai xây dựng hàng rào điện có chiều dài 50 km. Tuy nhiên, khi bị ngăn, đàn voi đã men theo hàng rào đến điểm chưa có hàng rào điện tiếp tục vào phá hoa màu. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng bổ sung thêm 25 km hàng rào điện khách kín vòng vây. Nhưng dự án hiện đang gặp vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng nên chưa thể hoàn thành. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tối nay.